Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 16 cái cần. Hôm nay mình có đây là cần lua và cần dít nha các bạn. Và giá mình báo trong video là chưa bao gồm phí ship. Ship cố tổng quốc bên mình vẫn là 40.000 một đơn đối với cần, và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và chất liệu là cần carbon hết nha. Ở đây mình có cây số 1 đầu tiên này. Cây số 1 đầu tiên ở đây mình có là một cây light dít, dòng là dòng slow dít nha. Cái đây là của Matrix Wrap. Dòng là dòng Sobara, dài thông số của nó là dài 6.8 inch, tương ứng là dài 2m04, dài 2m04 cứng M này. Max dít của nó là 150g. BE của nó là từ BE là từ 0.2 đến 1, 0.6 đến 1.2. Ngoại hình tổng thể, cái này là cây mấy ngang nha các bạn. Phần tay cầm của nó như thế này. Bát của nó là Bát Fuji dòng Matrix Wrap. Bát Fuji. Khuyên là khuyên Fuji Akonai. Cái này thì có 2, 4, 6, 8, 10 khuyên mô vùng và đầu vuông. Ngoại hình tổng thể thì cái này còn khá là sáng, có trầy sức nhiệt. Ngoại hình thì còn khá là sáng đẹp, mở tầm khoảng 85-90%. Hàng của Matrix Wrap là hàng của thương hiệu Nhật, mà nó được sản xuất ở nhiều nước như là Việt Nam này, Trung Quốc và Nhật nha. Cái này ngọn nó đo được là 1.9 ly, ngọn 1.9 ly. Ngoại hình tổng thể dài là 2m04. Cái số 1 nặng là 100g. Cái này giá là 1.400.000, dòng slow dít. Cái này khách nào mà câu ngọn nó cũng tương đối dẻo, cái này mà thích hợp cho khách nào câu dìa, câu tráp, câu bóng đục. Số 1 giá 1.400.000. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây Daiko. Số 2 và số 3 là mình có là một cặp của cần của Daiko, dòng là dòng Daiko Bluder. Dài là thông số. Cái này là dài 6.6 inch, tương ứng là dài 1m98 nha. 1m98. Tải mô của nó là từ 3/16 đến 5/8 OZ, là tương đương là cứng ML. Độ cứng là cứng ML, 5/8 OZ tương đương là tầm khoảng 10-17g. Tải cá là từ 8 đến 16 lb, tầm khoảng 7-8 kg cá. Cây này là một cây lua, mà lua dạng lua cam gốc, lua cam gốc như thế này. Tay cầm của nó là tay cầm cán mút bần. Bát máy ngang nha. Cần này cầm máy ngang. Bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Chân khoen là được mạ gôn như thế này. Khoen Fuji. Cái này thì có 2, 4, 6, 8, 9 khuyên mô vùng và đầu vuông. Ngoại hình tổng thể, phần gốc là cán bờ. Ngọn này mình đo được là 1.6 ly, 1.64 và 1.65 ly nha, cứng ML. Cái này là cây số 2. Cái số 2 này nặng là 120g. Cái này có giá là 1.600.000. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 đây mình có cũng của dòng Daiko Bluder luôn nha. Cái này là của Daiko Bluder, dài là 6 feet, tương ứng là dài 1m8, cứng L, tải mô là từ 1/8 đến 1/2 OZ, 14g. Tải cá là từ 6 đến 14 LB, tầm khoảng 7 kg cá. Cái này là cũng dạng cần lua cắm gốc. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán mút bần, cần mấy ngang nha. Bát còn là bát Fuji. Khuyên là khuyên full ship. Chân khuyên là được mạ gôn như thế này. Cái này thì có 2, 4, 6, 8 8 khuyên vô cùng cả đầu vuông. Ngoại hình tổng thể này. Dài 1m8. Độ cứng nó là cứng L. Ngọn này mình đo được là 1.7 ly. Mình đo bị nhầm. 1.65 ly các bạn, 1.65 ly. Cái này là cây cần số 3. Cái số 3 này nặng là 110g. Cái này cũng giá là 1.600.000. Cần của Daiko. Tiếp theo là cái cần số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây light dít máy đứng.
Lazit máy đứng này là của hàng BAM, cơ hiệu BAM, hình logo hình con cọ này. Đây các bạn, là logo hình cây cọ như thế này. BAM là hàng của thương hiệu Mỹ nha. Dòng là dòng slow dít, dít dẻo, ngọn này cực kỳ nhạy luôn các bạn. Cực kỳ nhạy, cực kỳ cảm giác. Ngọn rất là nhạy nha. Cái này là cây cầm máy đứng, tay cầm của nó tay cầm cái mút shop này. Bát này là bát Fuji. Đây, logo hình con cây cọ như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji. Này là bị dính bẩn này. Này dài ra nha các bạn. Đó, bị dính bẩn thôi chứ nó không có gì hết. Khoen này là khoen full set cầm máy đứng, cái này thì có 2 này, 4, 6, 8, 9 khoen vô cùng và đầu vô, khoen full set. Ngoại hình thì cái này cũng còn khá là sáng đẹp. Dòng slow dít, ngọn này thì cực kỳ mảnh, dài là 2m3 nha. Ngọn này mình đo được là 1.45 ly. Cái này giờ khách nào câu dìa câu tráp cũng khá là ok. Góc số nó dài là 2m3. Ngọn rất là dẻo, nhạy. Cái này là cây số 4. Dòng này cũng lại dần dòng cam gốc. Số 4 nằm 140g, giá là 1.800.000. Đó là phấn caro như này. Dài là 2m3 cam gốc. Tiếp theo là cây số 5. Số 4 này giá là 1.800.000. Số 5 ở đây mình có là một cái cần một khúc, cần lua một khúc. Hàng này là của, cái này là của Evergreen, là hàng nội địa Nhật. Dòng này là dòng Evergreen thì cần nó cũng khá là, giá nó cũng tương đối cao, giá tầm khoảng, nói chung Evergreen thì cần nó tầm khoảng 30 mấy ngàn trở lên nha, 30 mấy ngàn yên, tầm 6-7 triệu không à. Không có dòng nào rẻ các bạn. Cái này là dài 5,6, 5,8 in, tương ứng là dài 1m60, 1m74. Cái này là dài 1m74. Cứng MH. Tải mồi của nó là từ 3/8 đến 1 OZ. Cái này tải được 24g, 28g. Tải 28g, tải cá từ 6 đến 20 LB, tầm khoảng 10 cái cá. Cần lua một khúc. Con tay cầm của nó này, dài là 1m74. Cái này là cây máy ngang nha các bạn. Màu nó màu xanh như này. Của Evergreen, thương hiệu Nhật. Khoen của nó là khoen full set. Dòng này là chỉ sản xuất ở Nhật luôn các bạn. Dòng này thì nó không có khoen full set như này. Dòng này thì nó không có hàng liên doanh. Bộ khoen full set rất là đẹp như này. Rồi nó còn một khúc nó tải nó tốt hơn. Nó hơi dài các bạn. Còn một khúc thì nó có nhược điểm là nó hơi dài, nhưng mà tải thì nó rất là tốt. Ngọn này mình đo được là ngọn 2 ly nha. Tải rất tốt, cứng cần. Cái này thì có 2 này, 4 này, 6 này, 7 này, 7 khoe mồm và đầu buông. Hàng của Evergreen, hàng thương hiệu Nhật, hàng nội địa Nhật. Cái này là cây số 5, nặng là 130g, cây này giá 2.200.000. Tiếp theo là cây số 6. Số 6 ở đây mình có là một cây của hàng Kenrap. Kenrap là dòng chuyên sản xuất cần lua và máy lua. Thương hiệu này nó chỉ sản xuất hàng lua thôi. Cây này thì có dài là 3m6. Dòng này là dòng lua gần, lua rạn nha. Ocean Blue, lua gần, lua biển. Cây này là dài 3m6, có 3 khúc. Cứng nó là cứng H nha. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Tay cầm cái mút xốp như thế này các bạn. Bát rồi là bát bằng. Khuyên là khuyên xích gôn. Khuyên xích gôn như thế này. Cái này thì có 2, 4, 6 khuyên bao gồm vào đầu bông. À, 7 khuyên bao gồm vào đầu bông. Có tất cả là 7 khuyên bao gồm vào đầu bông. Ngoại hình thì cái này có sờn xuất. Có sờn xuất cái sơn minh họa như thế này. Già là 3m6, cứng H. Tải mồi tới đây tầm khoảng 48g. Ngọn này mình đo được là 2.2 ly. Dòng này thì phôi nó rất là dày nha. Đây các bạn. Cần lua mà, phôi cực kỳ dày luôn.
có sườn xước nhỏ nhỏ như thế này. Dài 3m6, cứng hắc. Cái này là cây số 6, nặng 380g. Cái số 6 này có giá là 2.400.000. Tiếp theo là cây cần số 7. Số 7, số 8, số 9 là mình có 3 cây cần của dòng Ryobi Intershot. Cái này là của Ryobi Intershot, dòng là dòng cho khách nào không nước mặn này. Intershot là dòng không nước mặn. Dài là, cái này là dài 6 feet. Độ cứng là cứng M, tải M là từ 7 đến 40g, tải cá từ 6 đến 14 lb, tầm khoảng 7 kg cá. Cái này được sản xuất ở Kora, Hàn Quốc. Cái này thì cần của nó là một cần một giống ngắn, một giống dài như thế này. Nó dạng nó cũng không phải là cấm gốc mà dạng nó lỡ lỡ như thế này các bạn. Tay cầm của nó là tay cầm cái mút xốp, bắt này là bắt Fuji tem vàng. Luôn mồi 40g. Cái này thì thích hợp cho khách nào câu gờn, câu gờn, câu rạn, hoặc là cho khách nào lua chẽm, lua lóc, lua nhái thật. Khoen của nó khoen Fuji. Khoen lớn nha, khoen Fuji. Cái này thì có 2 này, 4, 6, 7 khoen mô vòng và đầu mô. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng đẹp, có túi cần luôn. Tải mồi 40g, bu nó dạng bu chống xoắn. Ngọn này mình đo được là 1.86, là cần 1.9 ly. Cái này là cái số 7, nặng 150g, giá 1.600.000. Dài là 1m8. Tiếp theo là cái cần số 8, cây tương tự luôn nhưng mà cây này thì nó cứng hơn. Độ cứng nó là cứng MH Ryobi dòng Intershot, dài là 1m8, dài là 6 feet, 1m8. Lô mồi của nó là từ 10 đến 50g, tải cá từ 8 đến 16 lb, tầm khoảng 8 kg cá. Cây này sản xuất Hàn Quốc, Kora Hàn Quốc nha. Tay cầm cái mút xốp, bát Fuji tem vàng, khoen là khoen Fuji Sit. Đây, khoen Fuji Sit như thế này. Cái này thì cũng có 7 khoen bao gồm cả đầu vuông. 2, 4, 6, 7 khoen. Ngoại hình tổng thể này có sờ xuống nhỏ nhỏ như thế này. Đây, phần ngọn đây, dòng này thì phô nó cũng dày nha. Bu chống xoắn. Cái này thích hợp cho khách nào lua chẽm, lua chẽm, lua gần, lua rạn, ngọn 2.2 ly. Cái này là cây số 8, nặng là 170g, 68 thì giá là 1.600.000, có túi nha. Ba cây này thì cây nào cũng có túi các bạn. Tiếp theo là cây số 9. Số 9 ở đây mình có một cây tương tự dài hơn. Cái này là dài 6 feet 8 inch, tương ứng là dài 2m04. Có cái MH tải mồi từ 10 đến 50g, cá từ 8 đến 16 lb, sản xuất Kora Hàn Quốc. Khoen Fulisic. Khoen là khoen Fulisic. Cái này thì có 2, 4, 6, 7 khoen bao gồm cả đầu bung. Bát Fuji. Cái này thì ba cái này là cần máy đứng hết nha. Ngoại hình thì có sơn xước tróc, cái này thì có tróc sơn phủ bóng này. Đó. Tróc có sơn phủ bóng như này. Cũng tróc nhẹ thôi các bạn. Ngoại hình thì cũng còn tương đối sáng đẹp nha. Dài là 2m04. Ngọn này mình đo được là 2.10 ly, 2.1 ly. Cái này là cây số 9, nặng 170g. Cây số 9 thì có giá là 1.600.000, 3 cây đồng giá 1.600.000 hết. Tiếp theo là cây số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây của dòng Matrix Rap. Matrix Rap, dòng này là dòng Matrix Rap Corolla. Dài là 6 feet 5 inch, tương ứng là dài 1m95 và 1m95. Có cái ML tải mồ là từ 3/16 đến 1/2 oz, tối đa là 14g. Tải cá 8 đến 14 lb. Cái này là cây miếng ngang. Phần tay cầm của nó, tay cầm cái mút bần này. Đây. Thì dưới cái phần gốc cần nó có in logo như thế này các bạn, có logo của hãng Matrix Rap. Cán nó là cán mút bần. Chất của nó là chất carbon xoắn vòng hai da có nội gân như thế này. Độ cứng nó là cứng ML. Ngọn này mình đo được là 1.7 ly. Ngoại hình tổng thể như thế này.
Cái này thì ngoại hình còn khá là sáng đẹp, có túi cần. Đây, có túi, túi màu nâu. Cái này là cây số 10, nặng là 100g, cây này có giá là 2 triệu. Tiếp theo là cần số 11. 11 ở đây mình có là cây của dòng mà cái này là của Major Rap. Dòng là dòng slicer, dài là 6 feet 3 inch, tương ứng là dài 1m89. Tải mồ cần MH nha. Cái này tải mồ nó từ 1/4 đến 1 oz, tương là từ 7 đến 28g, tải cá là từ 12 đến 20 lb. Cái này tải tầm khoảng 9 đến 10 kg cá. Cần máy ngang. Phần tay cầm của nó, tay cầm cái mũi xốp này. Đây, xốp của nó có bị tróc, xốp tróc này. Có bị đây, có bị trầy trầy như thế này. Bát của nó là Fuji, mắt vàng. Khuyên là khuyên Fujit. Đây. Khuyên của nó là khuyên Fujit, chân khuyên là titanium. Cái này thì có 2 4 6 8 2 4 6 8 khuyên vô cùng vào đầu vô. Ngoại hình tổng thể này. Ngoại hình tổng thể thì cây này còn khá là sáng đẹp. Đây. Bu chống xoắn. Dài là 1m89, cứng MH. Ngọn này mình đo được là 2.3 ly. Cái này là cây số 11. Nặng 120g, cây số 11 này có giá là 2 triệu 1. Cái này thì cũng có túi nha. Túi của nó này. Tiếp theo là cây số 12, đây mình có là một cây của Tenryu. Cái này là cây Tenryu, dài là 8 feet 1 inch, tương ứng là dài 2m43. Dài 2m43. Dòng này thì tải mồ của nó tầm khoảng 14g. Dòng này là dòng dít mực hoặc cho khách nào câu lua mà dạng lua dẻo. Cái này là của hàng Tenryu nội địa Nhật, bên Japan nha. Cái này là dùng lua mồi của nó từ cái này lua mồi tầm khoảng 10-14g, 10-14g. Hoặc là cái này cho khách nào dít mực, câu mực. Còn tay cầm của nó là tay cầm các mút xốp, dài là 2m43. Khuyên của nó là khuyên Fujit, chân khuyên titanium. Khuyên Fujit, dòng khuyên mới này. Bát của nó là Fuji tiêm vàng, và bát này nó có bị hơi trầy. Có cái trời bắt. Ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Cái này thì có 2 này, 4, 6, 8, 9 khoe muồng và đầu bút. Hoặc là cho khách, cái này dành cho khách nào con tráp, con giò, con bún đục. Ngọn nó cũng khá là nhạy, dẻo. Ngọn mảnh gì. Cái này cần mới đứng, ngọn này mình đo được là 1.76 ly. Dòng của Tenryu nội địa Nhật. Ngoại hình thì cũng còn khá là sáng đẹp nha. Min Japan. Cái này là cây số 12, nặng 150g, cây này có giá là 2 triệu. Cây này có túi màu xanh như thế này. Tiếp theo là cây số 13. Cây số 13 đây mình có là một cây Shimano. Còn cái này là dòng Shimano câu dít Scorpion Offset Min Japan. Thông số luôn, cái này là cây dít nha các bạn. Dít của nó là BE từ 3 đến 6. Dài là 1m8 cắm gốc. Dài 1m8 cắm gốc. Cái này thì lua của nó từ 85 đến 200g. Dòng Offset là dòng Offset là dòng dòng cần dít nổi tiếng của Shimano luôn nha. Mã cốt của nó là SOC6025VZ. Ngoại hình tổng thể này. Tay cầm của nó, tay cầm cái mút xốp. Bát này, bát Fuji, bát rất là đẹp luôn này. Nhìn bát rất là chất lượng nha. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Chân khuyên titanium và khuyên nó cực kỳ dày luôn các bạn. Màu sứ rất là tròn, dày khuyên như thế này. Cây này là một cây dít máy ngang. Cây dít máy ngang. Cái này thì có 2, 4, 6, 7 khoen bao gồm cả đầu bông. Cần của Shimano.
Con này thì khoen bát rất là đẹp. Ngoại hình tổng thể này. Bu là dạng bu biển chống sóng. Ngọn này mình đo được là 3.5 ly. Dít mồi 200g, hàng của SOS. Cây này là cây số 13, cây số 13 Ngọc Lạp. Đây, có hai cây này thì nó có sẵn cái dây quấn như này. Cây số 13 nặng là 320g, cây này có giá là 4 triệu. Dít mấy ngang của Shimano. Dòng này thì đắm với máy của Shimano, dòng Osset Jigger nữa các bạn. Là đúng kiểu có một bộ dít xịn luôn nha. Tiếp theo là cây số 14. Cây số 14 ở đây mình có là một cần dít hai khúc tâm cốc. Cái này là cây dít dài thông số của nó này. Cái này là dài 2m1, 7 feet, dài 2m1. Tải dít của nó là 4OZ là 112g. Máy dít là 112g nha. Tải cả của nó là 20LB, tầm khoảng 12kg, BE là 3 nha. Cái này là của hãng Valley Hill hàng nội địa Nhật. Dòng là dòng rock, là dòng cứng cho khách nào hoặc là cho khách nào luger, lu rạng khá là ok. Còn tay cầm của nó như thế này. Bát này. Bát này đối Fuji các bạn. Còn cán rất là đẹp. Cán thì cầm rất là chắc tay. Khuyên là khuyên Fuji. Chỗ này là bị dính keo các bạn, chứ không phải là bị nhìn thì nó giống bị bể nhưng không phải nha. Nó bị dính keo các bạn. Người ta chạy cái lớp keo bên ngoài vòng này cho nó chắc chân khoen. Cái này thì có 2 này, 4 này, 6 này, 7 khoen bao gồm cả đầu bu. Còn mấy đứng. Cái này thì vừa dít vừa lua được, vừa trolley được. Ngọn cứng. Ngọn này mình đo được là 2.3, ngọn 2.3 ly. Ngoại hình tổng thể có sờ xước nhỏ như này. Chỗ này có vết tróc sơn. Cái này là cây số 14, nặng 300g, cây này giá 2,4 triệu. Tiếp theo là cây số 15. 15 ở đây mình có là một cây của Daiwa, dòng Daiwa Catalina. Cái này là cây Daiwa Catalina, dài là 6,8 inch, tương ứng là dài 2m04. Lua của nó từ 30 đến 120, lua từ 30g đến 120g. Cái này cho khách nào lua gần, lua rạn nha. Mắc la là BE30LB. Còn tay cầm của nó, tay cầm cái mút sóc này. Bát của nó là bát Fuji, bát vặn. Khoen là khoen Fuji. Khoen là dòng khoen chống rối. Ngoại hình thì cái này nó là sáng đẹp, có túi cần. Bu là bu chống xoắn. Ngọn này mình đo được là 2.55, là gần 2.6 ly. Nặng là 200g, cái này giá là 3,8 triệu. Cho khách nào lua gần, lua rạn. Coi cái này thì có túi như này, cái túi màu đen này. Túi màu đen qua như này. Tiếp theo là cây cuối cùng, cây số 16. 16 ở đây mình có là một cây Daiko. Cái này là cây Daiko, dòng Daiko Jacker. Đây, túi của nó là túi màu xanh này. Túi màu xanh như thế này. Cái này là cây Daiko Jacker, cầm mấy đứng. Cái này là cây cần dít dài là 1m8. Dít quay của nó là từ 65 đến 120g, B là từ 2 đến 4. Daiko hàng nội địa Nhật. Tay cầm của nó này. Bát của nó là bát Fuji, tay cầm cái mút shop. Khoen là khoen Fuji. Cái này thì có 2, 4, 6, 7 khoen bao gồm vào đầu bông. Khoen thì còn rất là sáng đẹp. Dít mồ là 120g.
Ngọn này mình đo được là 2.2 ly. Cái này là cây cuối cùng. Đây, ngoài hình thì cũng còn khá là mới như thế này. Cái này là cây cuối cùng, cây số 16. Cây số 16 này nặng là 230g. Có túi nha, cả túi màu xanh. Túi màu xanh của Jacko, Daiko Jacko. Cây số 16 nặng 230g, giá 2.7 triệu. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 16 cây cần lua, cần dít và cần slow dít. Các bạn lấy cái nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.